Thưa quý vị, còn gần một tháng nữa, người dân cả nước sẽ đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây là đợt nghỉ lễ dài nhất trong năm được rất nhiều người mong đợi. Năm nay, người lao động sẽ được nghỉ Tết âm từ ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức là hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Và nhận định về thời tiết từ nay tới Tết Nguyên đán, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là khoảng thời gian nằm trong thời kỳ chính đông nên mưa rét và tần suất không khí lạnh thì cũng sẽ trở nên dày hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu kết hợp với dòng xiết gió Tây nên trời mưa rét với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 16 đến 18 độ C, vùng núi từ 14 đến 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Theo nhận định và quan sát của chúng tôi thì hiện tại trong khoảng thời gian từ ngày 19 cho đến 21 có khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh mới và tăng cường xuống các tỉnh nước ta. Thì đợt không khí lạnh này cũng mang cái tính chất là khô nhiều hơn ẩm, do vậy thì cũng gây mưa, tuy nhiên độ nó sẽ giảm ở cái mức chuyển cái trạng thái là trời rét trong ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết miền Bắc đang trong giai đoạn chính đông nên thời gian tới không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động. Còn từ giờ cuối tháng cho đến Tết âm lịch ấy, thì khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian là nằm trong cái chu kỳ là thời kỳ chính đông. Thế do vậy là cũng sẽ xuất hiện những cái đợt không khí lạnh và cái tần suất không khí lạnh trong cái tháng 1 hoạt động cũng dày hơn so với các cái thời điểm khác trong năm. Vào cái thời kỳ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 12 thì có thể xuất hiện cái mưa nhỏ lặp lại ở trên khu vực Bắc Bộ. Chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo với tình hình thời tiết như hiện nay rất dễ gây ra các bệnh hại trên cây trồng cũng như ảnh hưởng đến sinh trưởng của đàn vật nuôi. Người dân cần chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trị bệnh trên cây trồng cũng như đàn vật nuôi của gia đình. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một và Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Chí Tiến, công ty Chí Tiến ở địa chỉ số 17/20, đường 47, khu phố 4, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phù phép nho khô Ấn Độ sang nho khô Hoa Kỳ. Vâng, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Hoàng Thị Mỹ Nhung là người đại diện theo pháp luật đang cho 4 nhân viên tổ chức trộn 3 loại nho sấy khô. Trên bao bì có ghi nhãn mác do Ấn Độ sản xuất để đóng hộp thành 159 thùng, ước tính khoảng gần 2.000 hộp loại 425g. Sản phẩm nho sấy khô mang nhãn hiệu Sunview Raisin có nguồn gốc sản xuất từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong khu vực sản xuất có chứa khoảng 40kg nho sấy khô đã được phối trộn để chuẩn bị đóng gói thành phẩm và rất nhiều thùng nho khô thành phẩm của nhiều hãng khác nhau. Qua quá trình làm việc, bà Hoàng Thị Mỹ Nhung khai nhận, do thấy nhu cầu của khách hàng đặt mua số lượng lớn sản phẩm nho sấy khô mang nhãn hiệu Sunview Raisins trong dịp Tết Nguyên đán 2024, bà Nhung đã mua nguyên liệu nho sấy khô có nguồn gốc sản xuất từ Ấn Độ rồi đem về công ty Chí Tiến để thực hiện phù phép biến thành nhãn hiệu nho sấy khô được sản xuất từ Hoa Kỳ và sau đó phân phối ra thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bà Nhung còn khai nhận thêm, sản phẩm này đã được bán hàng qua mạng xã hội từ tháng 10 năm 2023 đến nay để hưởng lợi nhuận. Lực lượng chức năng tịch thu hàng hóa và tăng vật ước tính khoảng gần 400 triệu đồng để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện toàn bộ tăng vật, phương tiện liên quan được bàn giao cho Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo thẩm quyền. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, miền Bắc đã xuất hiện một đợt mưa rào và dông. Nguyên nhân là do một đợt rãnh thấp trong đới gió Tây di chuyển từ vùng Thượng Lào sang. Dưới tác động của rãnh thấp này, Bắc Bộ sẽ có lượng mưa rào và lượng mưa sẽ từ 10 cho đến 20mm. Mưa nhiều nên mức nhiệt trong ngày vẫn thấp, trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 18 đến 24 độ C và nhiệt độ thấp nhất dao động trong ngưỡng từ 13 đến 18 độ C. Dự báo sang đến ngày mai, trời giảm mưa và nhiệt độ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ, nhưng độ ẩm trong không khí vẫn cao. Tuy nhiên, đêm ngày 15 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, vì thế mà mưa sẽ có xu hướng gia tăng hơn cục bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to. Cảnh báo từ ngày 20 tháng 1, Bắc Bộ sẽ đón một đợt rét đậm và rét hại tràn về.
Xuôi xuống miền Trung, trong ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa, trời rét. Dự báo tình trạng mưa nhỏ tại khu vực Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 1. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa ở một vài nơi, trưa chiều trời còn nắng nhẹ và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ C. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng sớm hơn, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ C và có nơi trên 30 độ. Xuôi xuống Nam, miền Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai tiết trời tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ trong ngày tại Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ C, còn khu vực Nam Bộ sẽ dao động từ 32 cho đến là 34 độ C. Trên biển, ngày và đêm ngày 14 tháng 1, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét biển động. Thời tiết chuyển mưa phùn với độ ẩm không khí cao khiến cho bệnh phấn trắng trên cây hoa hồng có điều kiện phát sinh gây hại. Bệnh phấn trắng hoa hồng là một loại bệnh do vi nấm gây nên và chủng vi nấm này phát triển mạnh khi mà độ ẩm không khí trên 85%. Chúng phủ đầy lên thân, lá và chồi của cây hoa hồng một lớp phấn mịn màu trắng. Khi mật độ vi nấm này phát triển mạnh thì chúng sẽ ăn sâu vào lớp biểu bì của thân cây hoa hồng, làm cho cây bị suy yếu và chết dần sau đó. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh cho cây và cụ thể là như sau. Đầu tiên thì nên mua những giống hồng có khả năng kháng bệnh phấn trắng. Tiếp đến thì cần chọn vị trí có ánh sáng đầy đủ, không khí thông thoáng và nên vệ sinh sạch sẽ chỗ đất trồng, làm thông thoáng bề mặt đất trồng. Vào mùa hè thì không tưới nước vào ban đêm và chỉ tưới sát gốc, không nên tưới ướt lá. Trồng đúng mật độ, cây cách cây từ 50 đến 80cm tùy theo tán cây. Đất trồng phải thoát nước tốt, tơi xốp và tưới nước giữ ẩm thường xuyên. Ngoài ra cũng nên bổ sung phân hữu cơ xuyên suốt, giảm phân hóa học để cây có sức sống mạnh mẽ. Không bón phân chứa nhiều đạm khiến cây quá tốt, thân mềm hơn, dễ bị bệnh hơn. Thường xuyên cắt bỏ những lá, chồi để tạo độ thông thoáng cho cây. Và ngoài ra thì cũng nên vệ sinh vườn sau khi thu hoạch. Cành bị bệnh thì cần cắt tỉa sâu xuống đến cành cấp 2-3, đem đốt đi tiêu hủy ở nơi xa. Ngoài ra, và đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai, mời quý vị cùng theo dõi.